Hãy để con trai bà bác bánh 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 mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Ngoài lo về. Để con trai bà bác bánh 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 mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Ngoài lo về. Em nói là em phải thương vì cái tình anh hiền. Biết tim anh trong vắng nên em còn hiền anh tình. Giờ mới trên sân tài chính với con tính làm ăn. Đồ sao anh là con nhà lính, tính nhà văn cho anh có nhiều người mến em. Nhưng em chưa từng mến họ. Ngày cũ anh toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ. Mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì. Để bán hàng mỗi buổi sáng xong anh quay bên bếp nhỏ. Nhưng bên anh có tim em mấy kêu vang lòng ngực. Khi ta trao những ánh mắt đồng hơi viên than hồng rực. Em hãy tin những nhịp đập, nó chẳng cần phải lừa ai. Để tình vô tư như một trò đùa và ta là bọn thích đùa dai. Anh muốn một cuộc tình dài như mẹ anh để thâm niên. Bánh bánh mì đầy nhân vịt như đôi ta đầy nhân duyên. Mà chẳng có ai chen vào chứ cả đôi mình tan nát. Từ này không phải khóc, giờ chỉ có em khác thì anh không khác đâu. Nếu như anh có 10, anh sẽ cho em 10. Cái gì mà anh có thì em chỉ được đấy. Dù là anh chẳng có, anh có tùy cho người. Đối với em anh chính là cái người trong cái tỷ ấy. Người đàn ông của em đôi khi không trông chất. Nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Người yêu em đi cách để bán bánh. Anh chẳng muốn nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai bà bác bánh mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Ngoài lo về. Để con trai bà bác bánh mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Ngoài lo về. Lo về thì được không nhỏ.